Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Meowpeo. Ngày hôm nay tôi lại quay trở lại với cái Free City, bạn ạ, thành phố trong bơm. Một khoan á, ok. Vừa vào tôi đã bị mất nửa cái đầu này. Cay thế nhở. Ai chả, dạo này nhiều khi là mỗi lần vào game nó sẽ hơi bị lắc một chút. Tôi thử đổi ngoại hình xem nào. Đổi. Nó hơi bị lag các bạn ạ. Chắc tôi là phải reset game bạn ơi. Nhìn chung mà bạn nào mà chơi cái phiên bản ở trên PC á thì nó chưa tối ưu lắm bạn ạ. Nhiều khi nó cũng hơi bị đơ đơ một chút. Các bạn cần thoát ra vào lại nhá. Đây, anh em nào chơi điện thoại chắc là ít khi bị gặp lỗi này nhỉ anh em nhỉ. Ok, thì ngày hôm nay chúng tôi cũng lại tiếp tục khám phá thành phố trong Murphy City bạn ạ. Có vẻ là hết lỗi rồi bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên những cái chuyên ký của Meowpeo bận nhá. Mình cần bỏ lại cái ngoại hình bạn ơi. Bỏ bộ đi. Ủa, quả tóc nhìn trông chuyên nhỉ. Ê, chậm chà. Ôi, mặc lại cái bộ đồ mặc định các bạn ạ. Ồ, cái khẩu trang mình thấy nó không liên quan lắm bạn ơi. Mình xem có nào liên quan với cái này không ta. Ô, có cái này được ấy. Chắc là thôi không cần nữa nè. Cánh thì cái này cũng không cần nữa bạn ạ. Ô, cái bình này, ô cái bình này được ấy. Cái bình này khá là hợp với cả cái màu cái nón bạn ạ, được ấy. Nên chắc là tôi dùng cái bình nhá. Cái này thì cũng được, bởi vì nó hợp với cái màu cái nón và cái bình sau này. Nhìn cũng khá ok bạn ạ, mũ rồi thôi. Mình có cái nón rồi. Đội hai nón à, hai nón nghe hơi bị vô lý nè. Nón trên nón bạn ạ, nhìn trông ảo thực sự bạn ơi. Đây, tôi mũ phù thủy trên nón là thôi, mình nghĩ không cần đâu. Ok, cái này chắc là không cần phải chỉnh gì nữa bạn ạ. Ok, mặc tạm thời này bạn ơi. Chúng ta quay trở lại với thành phố trong mơ. Chào. Không. Ôi, ngục ngã. Ôi, nhiều cái thú vị bên này. Ê, bây giờ là 4 giờ sáng à? Ê, mẹ béo đi tuần tra cái bận ơi. Tôi lên trên cái xe siêu xe cảnh sát bạn ạ. Lên của gì ta? Đây. Đổi chỗ, nhầm. Đây. Bấm coi, bắt đầu đi làm nhiệm vụ bạn ơi. Tôi cần... Ê, bắt tơ hẻm cái gì ấy? Ôi, có chiếc thằng bạn ơi. What the hell? Ôi, chiếc thằng cho lái vậy bạn ơi. Ê, cho lái vậy. Ê, cho mình xin á. Thank you. Wow, thằng bạn ơi cho tôi lái với. Không, tôi muốn lái cơ. Tôi muốn lái bạn ơi. Wow, tôi có trực thăng là bạn ơi. Wow, go vậy. Hello. Wow, không biết là cái trực thăng này kiếm ở đâu ra bạn ơi. Nhìn trong xịn bạn ơi, có súng bên này. Lô, có súng bên này. À đấy, bấm vào đây đúng không? Đổi qua cái lái của gì nhỉ? Từ từ á. Từ từ lại nhá. Ôi, quả trứng thằng này vip nhỉ. À đây. Wow, bye bye nhá. Bye bye chú cảnh sát nhá. Cháu đi đây. Úi trời ơi. Ôi được quá nhờ. Ôi, quả trực thăng chất lượng thực sự bạn ạ. Tôi không biết là kiếm đâu cái trực thăng này bạn ơi. Ôi nhìn được của nó anh em ơi. Nhìn này. Ô là trời bạn ơi, nhìn đỉnh đấy. Để tôi xuống chụp quả ảnh kỷ niệm với cái trực thăng bạn ạ. Ai chấm trực thăng. Đây. Chụp quả ảnh lưu niệm với cái trực thăng bạn á. Ôi. Nhìn được của nó nhờ. Ai chà chà. Đây. Ôi, mình không biết là cái trực thăng này kiếm ở đâu bạn ạ. Để tôi check thử xem nào. Cái trực thăng này không biết trong này có không ta. Mình không thấy ở trong này. Ủa thế cái trực thăng này kiếm đâu vậy bạn ơi. Mình không thấy trong này bạn ạ. Ủa thế cái trực thăng này. Ôi anh em cho tôi hỏi cả. Cái trực thăng này kiếm đâu vậy. Mình đâu có thấy trong cái kho đồ ta. Wow. Thế mà ông kia mà kiếm đâu vào cái trực thăng bạn ạ. Nhìn trông chất lượng này bạn ơi. Ui, đỉnh nhờ, không biết trực thăng phải mua gì không bạn ạ. Ủa, có khiên cảnh sát này, nhìn hay ta. Nhiều cái đồ thú vị nữa nhở. Có vẻ như lâu lâu không vào này, update nhiều cái hay ho phép bạn ạ. Lấy xe đi nhanh bạn nhá. À thôi, đi xe máy đây, đi xe máu cho ngồi bạn ơi. Ui, không biết trực thăng kiếm đâu, bạn nào biết trực thăng kiếm đâu đừng quên để lại bên phía dưới nhá. Ê, chà, quả trực thăng nhìn chuyến đấy bạn ơi. Mình không biết ở đâu ta. Mình cứ đi thử đến cái đồn cảnh sát xem thế nào bạn ạ. Đồn cảnh sát chỗ nào bạn ơi. Ở đây là ngân hàng này. Tôi thử đến đồn cảnh sát xem là chỗ đồn cảnh sát xem có trực thăng không bạn nhá. À đấy. Đồn cảnh sát đây bạn. Trực thăng nó ở trên nóc nhà bạn ạ. Thì ra vậy. Hello girl. Sao gớn? Sorry. Xuống xe cái đã. Ok, hình như là trực thăng ở trên nóc nhà. Hình như là mỗi một trụ sở cảnh sát là chỉ có một cái trực thăng bạn ơi. Chắc là vậy bạn ạ. Sao lên trên ta? Mà làm sao lên? À đây. Wow, thì ra là bạn ơi rồi. Quả trực thăng nhìn uy tín quá nhờ bạn ơi. Ủa nhìn này. Để tôi đường góc này chụp đẹp hơn này. Được đấy, mình chụp cảnh bìa bạn ạ. Đấy. Cái này mình nhìn uy tín hơn nhiều. Ui, nhìn nó cứ phải gọi là chất hơn nước cất bạn ạ. Ấy chà. Bạn nhìn quả trực thăng nhìn vip không? Ui, đỉnh cao luôn bạn ạ. Ấy sổ. Ui, ở hữu quả trực thăng đỉnh của cho bạn ạ. Được đấy. Thì ra một trực thăng ở trên này bạn ơi. Tập lái trực thăng bạn ơi. Đầu tiên muốn nó bay cao hơn nữa sao nhỉ? Không biết nó có thể bay cao hơn nữa không bạn ạ. À được này bạn ơi, được này. Nó có thể bay cao hơn thế nữa bạn ạ. Ai chà, bay cao hơn nữa đi, em đang bay rất là cao bạn ơi. Đang bay rất là cao nha. Ui, tôi có thể ngắm nhìn thành phố xung quanh ở trên trực thăng bạn ạ. Ai chà. Ui, nhìn quả trực thăng này, nhìn chuyến là bắn đạo không ta? Trực thăng này hình như không bắn được bạn ạ. Mình tưởng trực thăng này có trang bị tên lửa hay không, hình như là không lên nữa rồi. Lên độ cao tối đa bạn ơi. Ui, tôi thắc mắc là nếu mà cái trực thăng này mà bắn đâm vào tòa nhà sao nhỉ? Thử ơi. Không gì cả bạn ạ. Ảo thế nhỉ? Mình Ui, cái gì đấy? Một cái trực thăng vừa đâm vào tòa nhà thế này. Alo. Ôi, tôi cứu hỏa. Ê, bình tĩnh bạn ơi. Ê, đâu ta? Mình cứu hỏa đâu rồi? Đây. Ấy là xịt chữa cháy bạn ơi. Không xịt đến được. Lên cao nữa em nào, không lên được bạn ơi. Không lên được bạn ạ. Ôi da, làm sao giờ? Bây giờ mình muốn chữa cháy bạn ơi, cần chữa cháy làm sao giờ? Lên trên nữa, lên không lên được bạn ơi. Ui, nhưng trực thăng đâm bên bị cháy à? Sao mà cháy được nhở? Mình đâm vào cháy được ta. Ôi, mình quái nào chỗ kia cháy bạn ạ. Nhìn chùm sợ thực sự bạn ơi, không lên được bạn á. Tôi là cố gắng lên mà không lên được này. Ở đây. Ui, cầm bình chữa cháy bé tí này sao mà chữa được bạn ơi, phải có vòi rồng phun nước thì bây giờ mới chữa cháy được bạn ạ. Ui, rồi bạn nhìn cái đám cháy nó to như này bạn ơi. Hình như lên được bạn ơi, lên được này. Ngon, ok bạn ơi, tôi sẽ chữa cháy nha. Mình sẽ chữa cháy này. Phun nước. Đấy rồi, mèm béo chữa cháy. Ui, không ăn thua bạn ạ. Giảm tí nữa, xuống tí nữa. Xịt đây. Không bắt cháy à? Alo. Chùm, ok. Mèm béo. Trực thăng chữa cháy bạn ạ. Ê, không ăn thua, hình như không ăn thua bạn ơi. Hình như cái bình này nó không ăn thua bạn ạ. Ui rồi, hình như cháy to quá. Ê, cháy to quá, không ăn thua bạn ơi. Cái này hình như là cháy động cơ trực thăng rồi, nó không ăn thua bạn ạ. Ôi, tôi đang xịt vào làm cháy bạn ơi, nhưng mà nó không hết cháy. Nó vẫn không ăn thua bạn ơi. Ui, có cách nào không bạn ơi. Ấy, bị kẹt rồi. Cứu, bị kẹt rồi bạn ạ. Rồi, sao bạn bị kẹt rồi? Rồi. Bây giờ là hai cái trực thăng ở trên này luôn bạn ạ. Rồi xong rồi sao giờ? Alo. Rồi xong luôn. Bây giờ là hai cái trực thăng ở trên này luôn bạn ơi. Nhìn cay thế. Ôi, mình trên nóc nhà. Ôi, tôi ở trên nóc nhà bạn ạ. Giờ sao xuống ta? Ê. Alo. Mình biết được kìa. Ê, từ. Lúc nãy mình thấy ở đây có cái cột thang bạn ạ. Mình thử leo lên nhá bạn nhá. Thử bạn ơi. Bây giờ mình sẽ về nhà này. Về lại cái trụ sở cảnh sát bạn ạ. Mình thấy đấy có cái đường có thể có cái đường mà trèo lên trên bạn ơi. Tôi quay lại cái trụ sở cảnh sát bạn ạ. Ở đâu nhỉ? Mà cái trụ sở cảnh sát chỗ nào? À đây. Đây, để tôi lấy lại cái trực thăng bạn ạ. Tôi bay lại chỗ kia bạn nhá. Ai chà. Hình như mình thấy cái tòa nhà này có cái cầu thang bạn ạ. Có cầu thang ở lên đấy. Mình không biết cái cầu thang đấy nó để làm gì bạn ạ. Mình cứ lên thử bạn ơi. Nào, chúng ta bay lại nhá. Nào, mình cùng bay lại bạn ơi. Bay lại nào. Lên. Bay cao nào, nhảy cao nào. Bay cao nào, nhảy cao nào. Ok, mình sẽ thử lên nóc nhà kia bạn nhá. Lên được bạn ạ, đó. Lên được nha, lên được hơi lâu một tí bạn ơi mà vẫn lên được. Đấy, mình sẽ thử đi vào trong kia có cái cầu thang kìa đó. Không biết cầu thang này dẫn đến đâu bạn ạ, mình sẽ thử. Ê, từ đã cẩn thận đâm vào nhà rồi. Ê, bình tĩnh. Ơ, không lên nữa à? Ơ, xuống, lên. Ơ, lag bạn ơi. Ơ, không lên được nữa bạn ạ. Là thế nhở? Thôi, không ngó đâu. Lên lại em nào. Sao lúc nãy mình, nếu mình lên cao lắm bạn ơi, mình lên cao hơn mà bên kia nhiều. Đấy, lên được đấy. Đấy là hình như là lên được. Được nha, được nha. Ok bạn ơi. Ôi nhưng chưa đủ rồi. Ôi là chưa đủ bạn ạ, chưa đủ. Phải lên tí nữa. Lại bạn ơi, à tôi hiểu rồi. Hình như chỉ bấm lên một lần bạn ạ, mình phải giữ lại thật lâu. Đủ độ cao thôi bạn ơi. À lúc nãy hình như là chưa đủ độ cao bạn ạ, đúng rồi. Khi mà mình quay cái này. À ok bạn ơi, rồi tôi sẽ dình đủ độ cao, mình sẽ leo lên thử cầu thang này đấy. Tôi đang tò mò không biết cầu thang này dẫn đi đâu bạn ạ. Khá là tò mò luôn. Đây rồi, đây, lên nữa đi chắc kẹo bạn ơi. Lên tí nữa đi, ok, rồi. Mình nghĩ này hợp lý này. Đấy, xuống. Ôi, hợp lý bạn ơi. Ok, mình sẽ thử leo lên trên cái cầu thang này bạn á. Không biết là cầu thang này dẫn đến đâu bạn. Ui, đứng trên này quan sát bạn ạ. Ui, nhìn trông được cái nhỏ. Ủa, mình cháy này nhưng mà không cháy được bạn ơi. Ok, mình sẽ thử lên trên này xem có gì không bạn ạ. Tôi sẽ lên thử trên cái tòa nhà này. Không biết trên này đang ẩn chứa cái bí mật gì bạn ơi. Đây hình như cái tòa nhà cao nhất của thành phố này bạn ạ. Trên này, trên này không có gì bạn. Ôi giời ơi, trên này chỉ có mỗi cái chỗ để đáp máy bay bạn ạ. Tôi tưởng cái gì bạn ơi. Ơi cuối cùng chả có cái quái gì bạn ạ. Cứ tưởng có gì ngon bạn ơi. Cuối cùng là không có gì bạn ạ. Mình có nhảy dù nữa, từ thử nào. Có cái gì nhảy dù không nào? Có dù đấy, có dù nhưng mà không có để dù bạn ơi, bấm bay. Thử nhá. Không ăn thua bạn ạ, thôi ok. Thôi. Ok bạn ơi, thì hôm nay trải nghiệm thử cái máy bay này, cứ thế chung cũng tự gọi máy bay gọi tạm được bạn ạ. Bay lên trên này, máy bay kiểu gì đâm đúng một cái chỗ mình vừa bị cháy bạn ạ. Đó, đây tôi hai cái máy bay đâm nhau bạn ơi, ảo thật đấy. Ok, mặc dù tôi đã cố gắng chữa cháy rồi nhưng mà không chữa cháy được bạn ạ. Tôi đã xịt rất là nhiều bình cứu hỏa rồi mà không được. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có cái góp gì muốn Meowpeo làm được nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.